Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, trao quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Kết thúc năm 2023, Petro Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu sản lượng kinh doanh đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, như sản lượng khai thác dầu hoàn thành kế hoạch cả năm trước 1 tháng 9 ngày, đạt 10,41 triệu tấn, vượt 12,1% kế hoạch. Khai thác khí đạt 7,47 tỷ mét khối, vượt 25,7% kế hoạch. Sản lượng điện đạt 20,07 tỷ kWh, tăng 31% so với năm 2022. Năm 2023, Petro Việt Nam đã tạo ra kỷ lục mới về công suất hoạt động của các nhà máy lọc hóa dầu, phân bón, sản xuất kinh doanh và doanh thu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với truyền thống lao động sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ của những người làm dầu khí được rèn giũa trong thời gian qua, những người đi tìm lửa với ban lãnh đạo mới, khí thế mới, quyết tâm mới, động lực mới, Tập đoàn Dầu khí sẽ tiếp tục phát triển hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, đạt kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn.